Ôi, xin chào các bạn hôm nay mọi người khỏe không um, mình mới về về ăn cơm tối xong hôm nay mình có training cho một số bạn làm về landscape thiết kế và thi công sân vườn á <laughs> um, thì uh, có một số vấn đề để mình uh, chia sẻ với các bạn coi như là rút kinh nghiệm chung luôn ha um, thì uh, ngày xưa khi mà mình làm cái nghề này á thì mình cũng nhận mấy bạn mà mới tốt nghiệp cấp 3, có những bạn là đang học đại học và có những bạn cũng tốt nghiệp đại học rồi. Nhưng mà có những bạn đó, tốt nghiệp đại học rồi hay là tốt nghiệp cấp 3 mà vẫn tính không được chu vi, cũng không tính được diện tích, cũng không tính được thể tích luôn. À, thì hôm nay để mình phân tích cho các bạn tại sao mà các bạn phải biết mấy cái kiến thức mà lớp 4 này. nếu bạn không biết kiến thức lớp 4 này, bạn đi làm cái gì cũng chết. Rồi tính phần trăm nữa. Có một cái căn nhà mà mình mới vừa sửa chữa xong, bàn giao cho chủ nhà rồi chủ nhà thuê một người tới mà đem vô bàn ghế rồi à, giường tủ cái đó gọi là stacking á, để cho nó đẹp rồi xong mà chụp hình thì cái người đó là một cái người real estate agent, một người môi giới bất động sản bạn của mình đăng lên bán trong vòng mới có chưa tới 10 ngày bán xong thì cái nhà này người chủ chỉ yêu cầu bán từ tám trăm rưỡi tới chín trăm mà căn nhà này có người trả tới 915, mà anh này anh chốt luôn, anh chủ anh chốt luôn. Và mình làm cái căn này cho người ta, mình sửa chữa từ cái căn nhà rất là gớm. Và mình sửa chữa cho nó đến cái căn nhà nó cực kỳ đẹp luôn. Thì mình có video cho các bạn coi sau ha. Thì uh, mình làm chỉ có 12 000 à Mà chốt này <laughs> mình làm xong á thì học được rất là nhiều bài học vì nó trải qua trong cái quá trình gọi là ở giữa có lockdown nữa. Thì uh, chủ nhà yêu cầu mình làm trong vòng 2 tuần và mình kéo dài cái chốt này ra tới 3 tuần lắm trong khi đó chính giữa đó là mình 8 ngày 9 ngày mình không làm gì hết à. chứ nếu mà mình làm gấp rút trong vòng chắc 5 ngày thì cũng làm xong cái chốt này à tại vì nó có nhiều cái lý do sau nhưng mà hôm nay cái video này mình muốn nói với mọi người á là có hai cái điều mọi người lưu ý thứ nhất cái căn nhà này á cái căn nhà mà mình làm á là bán ra được là 915.000 đô À, thì mình nói mấy bạn học viên á, mấy bạn sinh viên đang học cái nghề sửa chữa nhà uh, <laughs> uh, thiết kế và thi công sân vườn cộng với sửa chữa nhà mấy cái đồ mà mấy cái việc mà các bạn có thể làm làm chung với nhau thì mình nói là cái anh bạn của mình là real estate agent người môi giới ảnh có được hai phần trăm từ cái việc mà ảnh ảnh bán cái căn nhà này trong vòng chưa tới 10 ngày thì mình nói với bạn nó tính ra cho mình phí bao nhiêu phí môi giới 2 phần trăm là bao nhiêu thật ra nó là hai phần trăm cộng với chi ty nữa là tính ra là 2.2 phần trăm à nhưng mà mình tính hai phần trăm thôi hai phần trăm tính chưa ra đừng nói 2.2 phần trăm nó còn rối não nữa thì mấy bạn này tính ra một bạn tính ra cho mình nó là thì mình nói thôi 915 thôi Bây giờ em nâng lên một triệu luôn đi tính ra hai phần trăm của một triệu bao nhiêu thì bạn này nói là 50.000 thì mình chỉ muốn mình chỉ muốn té xỉu thôi cũng cắm đầu đất luôn với mấy bạn học viên nữa còn bạn khác nói là ba chục ngàn rồi thôi mình cũng thua mấy bạn này luôn rồi các bạn nào tính ra giúp mình nha rồi mấy bạn học viên này các bạn ở học ở Việt Nam qua đây rồi có bạn tốt nghiệp đại học rồi mà sao mà mấy bạn tính cái số phần trăm không không ra không hiểu nổi luôn rồi, mấy các bạn học kiểu gì hai phần trăm của 915.000 là bao nhiêu các bạn comment bên, bên dưới cho mình biết chứ rồi thêm một cái thứ hai của vấn đề của video này là tại sao mà các bạn phải biết tính chu vi, tính diện tích, tính thể tích mấy cái này rất là căn bản nếu mà bạn đi làm mấy cái nghề xây dựng này mà bạn không biết tính thì chuyện xảy ra bây giờ mình nói một cái ví dụ đơn giản thôi thứ nhất là chu vi ha bạn không biết tính chu vi à thì làm sao mà bạn đi mua sơn bạn sơn mình ví dụ sơn cái nhà mà không biết tính như thế nào á sơn như thế nào hoặc là bạn muốn là một cái khung của cái vườn của người ta bằng khổ mà bạn không biết tính chu vi mà muốn đi mua gỗ thì sao? À, rồi bây giờ tới diện tích. Diện tích bạn không biết tính diện tích thì làm sao mà bạn đi mua đi mua đồ? À, bạn không biết tính chu vi chính diện tích rồi làm sao bạn đi mua đồ? Và thể tích bạn không muốn biết tính thể tích khi mà bạn đi mua đất hay là bạn mua đi cát hoặc là bạn đi mua um, um, gọi là sỏi về bạn trải vườn bạn không biết tính Bây giờ mình cứ tưởng tượng này bạn không biết tính đi Ví dụ bạn đi mua thiếu thì bạn đi mua thêm không sao hết đúng không Ví dụ như bạn đi mua 10 khối đi mà thực sự cần 15 khối thì bạn thấy à ước lượng họ mua thêm 57 khối nữa dư á thì bạn kiếm cái chỗ nào đó bạn bỏ cũng không sao nhưng mà nếu mà bạn tưởng dư mà nửa khối thì bạn kiếm cái chỗ nào đó, đó bạn ép rồi sợ nó rất là khó bạn thử tưởng tượng bạn dư chừng 3 khối 4 khối rồi chuyện sẽ xảy ra à bạn suy nghĩ nha dư thì bạn tính sao như là bạn phải thuê người xúc ngược lên lại xe à, hoặc là xúc lên xong rồi phải đi đổ các bạn thấy cũng kiếm không ở việt nam thì đỡ là việt nam thầy thợ, công nó rẻ ở nút này công 20 đồng cái ngành xây dựng là công 25 30 đồng một giờ đó các bạn thử tính thôi nếu bạn estimate nếu bạn tính toán mà nó không ra cái số chính xác thì chuyện gì sẽ xảy ra bây giờ mình nói cái bài toán đơn giản vậy thôi Ví dụ như bạn order 10 khối mà bạn làm chừng bảy khối dư ba khối. Thì chuyện ba khối đó mà muốn trả về đơn vị cũ á, bạn sẽ tốn nhiều tiền hơn số tiền bạn bỏ ra và mua 10 khối luôn. Tại vì bạn phải trả tiền đi đổ rác. Cái ba khối đó thành rác rồi. Thứ hai nữa là bạn trả tiền cho nhân công nó khiêng ngược lại lên, còn nếu mà ở nhiều quá là bạn phải thuê luôn cái xe xe múc nó tới nó múc đó lên rồi nó để nó đi đổ nữa, rồi phải thuê cái xe truck bạn đổ vô cho struct struct đem đi đổ rác, bạn thấy khủng khiếp không? cái người mà estimator, cái người mà tính toán sai một phát là sẽ xảy ra họ tốn rất là nhiều tiền. À, đó một cái ví dụ, những cái ví dụ cho các bạn thấy. ví dụ như bạn thử nghĩ tới cái nhà của khách hàng, bạn cần đào sâu xuống khoảng năm năm nửa mét đi, bạn đào sâu xuống nửa mét và cái diện tích của cái chỗ đó người ta muốn là um, chiều dài mình cho là 10 m đi chiều ngang là 6 m à đó người ta muốn cái chỗ đó làm landscape và bạn cần bao nhiêu đất bạn cần bao nhiêu sỏi bạn không biết tính thể tích thì bạn biết bao nhiêu là để mua sỏi đúng không các bạn đúng không rồi cái người mua đó người ta, bạn mua dư mua thiếu thì không sao mua thiếu thì mua tiếp còn mua dư rồi cái phần dư đó để làm gì bởi vì cái người mà estimate bởi vì cái những cái người mà làm mấy nghề này mà quy mô theo gia đình đó theo kiểu gia đình đó là đa số là những người này người ta rất là giỏi tính toán và đa số họ đi mua đồ mà họ không bao giờ để thợ đi mua đồ lý do thợ đi mua đồ có thể là thợ mua dư rồi về thợ lấy rồi này nọ mới là thợ trung thực thì thì họ đi mua cũng được nhưng mà họ tính toán không có giỏi và tiền của người chủ người ta không có muốn bị mất nên người ta mua nó xích xoát rất là hay và cái chuyện mà đi mua người ta chỉ cho phép dư sai số từ 5 cho tới 10 phần trăm thôi có nghĩa là bạn cần ví dụ như 10 mét khối thì bạn chỉ được quyền sai số là 11 m hoặc là 9 m thôi, không có quá được cái khúc đó. Bạn tính sai một cái là sai một ly là đi một dặm luôn. Thay vì công trình đó bạn lời được bạn làm 10 000 đi. Bạn lời được có đâu đó 3 4 000 à. Mà bạn trả tiền đổ rác rồi trả thêm tiền mấy cái tiền mà lặt giặt thuê thợ đổ xúc đất đổ, đổ xúc các đi đổ nữa, các sỏi nó nặng lắm các bạn. Đổ xuống một phát là coi như xong luôn á, giỡn đâu. À, là tốn thêm khoảng mấy ngàn nữa đó và bạn thấy khủng khiếp không? Bởi vì cái người estimator cho một cái project nó rất là quan trọng. Các bạn mấy cái phép tính toán rất là dễ mà mà bạn không tính được, không biết bạn làm được cái cái gì lớn hơn. Giống như hai cái vòi nước thôi. Một vòi chảy tốc độ bao nhiêu lít một giờ. Ví dụ chảy là 10 lít một giờ, vòi thứ hai chảy 6 lít một giờ. Rồi hai vòi cùng đổ vô một cái bể thì hỏi bao lâu thì bể đầy. Bạn tính được không? Toán này toán lớp 4, lớp 3 mà không tính được thì làm sao mà học ra tiền sao bạn tính được các bạn là phần trăm bạn cũng không tính được lãi suất ngân hàng ba bốn phần trăm rồi một năm mình đã bao nhiêu bạn vay ngân hàng năm trăm nhiều khi những con số đó rất là chẳng rất là dễ tính hai phần trăm của một trăm là bao nhiêu trời giờ này còn, còn suy nghĩ không ra nữa hai phần trăm của một triệu là bao nhiêu trời rồi nói trời ơi, bây giờ em đi làm gì mệt quá em không tính không nghĩ ra rồi sáng mai em nghĩ ra rồi trả lời kiểu vậy nữa bỏ tay luôn á thôi bạn mới vừa ngủ dậy đó bạn chưa tỉnh nữa hả bây giờ tấn tạ yến bạn biết mấy cái đơn vị nào không một tấn là bao nhiêu ký rồi một ký là bằng bao nhiêu tấn mình hỏi một ký bằng bao nhiêu tấn thì mấy bạn đã lời một ký bằng không phải không một tấn thấy bà nội rồi mình thấy không một tấn bằng bao nhiêu kg rồi một yến bằng bao nhiêu một tạ bằng bao nhiêu kg một tấn bằng bao nhiêu yến một, là... một vạn là bao nhiêu mười vạn là bao nhiêu mấy cái này bạn không biết là thua luôn á các bạn thôi cuối video rồi mình tóm tắt lại <laughs> mình đưa ra công thức cho các bạn nhớ luôn ha mấy cái kiến thức này là kiến thức của tiểu học mà các bạn không biết thì các bạn sao mà học cao <câu> đẳng đại học hay là đi ra ngoài kiếm tiền được các bạn diện tích tính làm sao diện tích hình vuông là lấy một cạnh bình phương lên là ra thì và diện tích hình chữ nhật là lấy dài nhân rộng là xong thôi các bạn muốn tính chu vi là lấy dài cộng rộng nhân 2 muốn tính thể tích là lấy dài nhân với rộng lấy cái diện tích vừa rồi á tính thêm cái chiều sâu nữa hoặc là chiều cao nữa là xong rồi đúng không phần trăm rất là dễ ví dụ như 2% phần trăm của 900 là bao nhiêu thì bạn lấy số 2 nhân số 9 là ra 18 ngàn rất là dễ hai phần trăm của một triệu là nhiêu là lấy lấy số 2 nhân với số 10 là ra 20 ngàn hai phần trăm rồi xong rồi còn gì nữa rồi tấn tải yến một tấn bằng ngàn ký thì 1 kg là bằng 0,001 tấn. Đó các bạn thấy không? Rồi tấn tạ. Tạ là bằng 100 kg, 1 tạ là bằng 100 kg, yến là 10 kg. Một 1 vạn là 10.000 các bạn. Có mấy cái này đơn giản lắm. Rồi các bạn chỉ cần tính diện tích chu vi và thể tích được là bạn đi làm mấy cái này được. Rồi bạn đi order về cho thợ làm, ví dụ như bạn order plaster đi, đây. đây cái cái plaster cho cái trần cái nhà như này bạn có tưởng tượng bạn đi order một cái căn nhà bự như vậy hoặc là bạn đi order 10 căn nhà bạn xây bạn tưởng tượng cái người mà estimator mà uh, người tính toán mà sai một cái là chị sẽ xảy ra đi order về xong rồi xe truck chở tới mỗi cái chuyến nó chở nó tính ngàn 2 ngàn rồi nó cẩu xuống cho các bạn rồi kêu thiếu hoặc kêu dư rồi xin ra đem đổ qua nhà hàng xóm nữa. rồi kêu người đi kêu cái bin đi đổ rác nữa tốn tiền không các bạn những công trình nhỏ bạn còn tiết kiệm để đó để cho bữa sau bạn làm làm chốt sau nhưng mà những công trình lớn làm sao mà để sau được tính toán nó chính xác nó từng ly từng tí luôn thôi nhiều đó thôi rồi cảm ơn các bạn đã coi video chào bạn hẹn gặp lại nhớ nha tính toán cho chính xác để mà các bạn đi làm mai mốt các bạn đi tới mà còn tính toán là chi nữa tiền phần trăm thuế rồi này nọ nữa bạn không biết mấy này sao tính nó đòn bảy đúng rồi bạn không biết rồi đòn bảy bạn không giỏi mà toàn là kiếm người giỏi làm cho các bạn hả các bạn phải tự giỏi trước và người ta phải phục bạn rồi về người ta mới làm với các bạn được ha rồi xin chào hẹn gặp lại